Cho đến giờ phút này tôi vẫn luôn giữ quan điểm là đồng ý với tất cả những cái bản luận tội của viện kiểm sát về những hành vi của tôi trong đối với tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, hoàn toàn đúng. Tôi không có ý kiến gì và tôi cũng không có tranh công đổ lỗi bất cứ ai và trách nhiệm hình sự về cái vấn đề này. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và trong cũng xin lỗi hội đồng xét xử, xin lỗi viện kiểm sát trong phiên thẩm vấn. Do sức khỏe của tôi nó không được ổn định cho nên nó có những mâu thuẫn gây khó khăn cho công tác thẩm vấn. Thành thật là tôi xin lỗi hội đồng xét xử và xin lỗi viện kiểm sát. Do hoàn cảnh gia đình của tôi cũng rất là khó khăn cho nên tôi thành thật xin hội đồng xét xử, xin đại diện viện kiểm sát cho tôi được giảm mức án thấp nhất để tôi sớm được về báo hiếu cho chịu tang lễ cho mẹ tôi và nuôi con tôi cũng còn bé, vợ thì đang bị bệnh nan y, cho nên điều này rất là khó khăn trong gia đình của chúng tôi. Rất mong muốn quý tòa như là quý viện quan tâm chiếu cố xem xét cho hoàn cảnh của tôi. Và một vấn đề qua phiên tòa này, tôi cũng thành thật xin lỗi đảng nhà nước, một ngành công an đã nuôi dạy tôi từ bé. Tôi chưa trả được công lao thì tôi đã phụ công. Đây là một lỗi lầm lớn nhất mà tôi ân hận nhất trong cuộc đời của tôi. Mong đảng nhà nước và ngành công an hết sức tha lỗi cho tôi. Và cũng những đồng đội của tôi hiện nay đang bị đình chỉ công tác cũng liên lụy vì tôi, cũng mong bộ công an tạo điều kiện hết sức cho họ để họ cống hiến tiếp tục tuổi trẻ của mình cho công cuộc giữ gìn an ninh chính trị và trật tự xã hội. Và cũng một lần nữa xin cảm ơn quý tòa, cảm ơn quý viện đã xét xử vụ án và cũng đã quan tâm chiếu cố cho tôi rất nhiều. Xin một lần nữa xin cảm ơn hội đồng xét xử, xin cảm ơn những chính sách.